thì chính là cái băng cào là chỉ để đó đó. Nhưng mà tới chừng nào mà ông trời ông chuyển mưa đó, rồi chạy ra hốt lúa sao mà đạp ngay cái lưỡi cào. Thì đồng đạo nhé, đạp lưỡi cào thì cái cám đứng ngược mình á, nó đánh mà mai một chút là dịch chút xíu là trúng ngay con mắt. Cho nên nó chỉ nói nhờ chỉ có tu, nhờ niệm Phật, đáng lẽ ra đánh ngay con mắt đó để trả cái nghiệp. Chí Tâm biết sao không? Hồi đó năm 14 tuổi tôi rất thích đi câu cá. Lúc bây giờ ngày nào cũng đi câu cá rô thùng thùng chứ. Thì mồi câu cá rô thì gồm có là tép nè, dế nè. Nhưng mà lúc bây giờ ham câu lắm. Khi mà câu một lát thì hết mồi rồi. Hết mồi xong rồi bắt đầu mới lấy cái con mắt con cá rô á làm mồi. Vì vậy nên móc con mắt làm mồi. Thì móc con mắt làm mồi câu con cá khác, rồi móc con cá khác làm mồi câu con khác. Cuối cùng thì nhìn cái thùng cá rô đó thì nó bị đuôi hết đâu nửa thùng, đuôi mắt nửa thùng. Cho nên cái nghiệp này nè Chí Tâm, mà chị nhớ là chị trả mấy lần rồi đó. Mấy lần là hụt, hụt ngay con mắt không. Mà giống lần này cũng vậy đó. Nếu không tu chắc ngay con mắt là đuôi giống như đó. Mà móc mắt cá rô mà làm mồi để câu cái đồ khác. Thì do đó nên đây là nhân quả. Giữa chừng đần nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bóng thầy lại xa. Tình say trong giấc cây mộng qua, mơ màng cũng tưởng như tan bên mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, để tiếp theo chương trình là đến phần thuyết giảng giáo lý. Chúng tôi xin trân trọng và kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm, là giáo lý viên Ban Trị sự Trung ương, thuyết trình với đề tài nhân quả trong giáo lý của Đức Thầy. Luật nhân quả thật là cao diễn, sốt cổ kim chẳng làm một ai. Kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã Phú Thạnh, kính thưa đồng đạo Trần Văn Đạt là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo trong và ngoài địa phương đồng để tham dự, thân kính. Thì hôm nay cũng là buổi chiều ngày 24 tháng 11 niên Nhâm Dần, và hôm nay cũng là ngày kính mừng đại lễ đản sinh của Đức Tôn Sư Kính Yêu lần thứ 103 năm, 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, 25 tháng 11 năm Nhâm Dần. Thì hôm nay chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo Lý, Ban Trị sự Trung ương được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua lời châu ngọc của Tổ Thầy, qua một cái phương pháp nhận định để thực hiện trong đời tu của mình, đó là luật nhân quả. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay nhân ngày đại lễ chúng tôi được trở về đây cũng như các lần khác gặp gỡ quý đồng đạo trong ban trị sự cũng như quý vị ở địa phương, để chúng ta có một cái mái đạo tràng ấm áp chia sẻ qua lời vàng ngọc của Tổ Thầy. Mừng ngày đại lễ thì ban tổ chức các nơi cũng có thuyết giảng giáo lý
để ôn học lại qua lời của Đức Thầy. Và hơn thế nữa thì vào giờ này, theo thông bạch là cái khung giờ chính để trên dưới 402 ban trị sự, trên dưới 20 tỉnh thành, từ ở miền Trung, ở địa đầu, ở tỉnh Bình Định và trải dài đến các tỉnh miền Tây và luôn cả các huyện đảo, thành phố đảo Phú Quốc cũng như huyện Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang, thì đồng loạt tổ chức cái buổi lễ an vị chân dung của Đức Tôn Sư kính yêu để bắt đầu tiến hành cái ngày lễ trọng của đạo. Thì giờ này trong đội ngũ giáo viên chúng tôi cũng như bổn phận của mình thì cũng sốt sắng đi khắp nơi để làm nhiệm vụ như chúng tôi vừa trình bày, tức là thuyết giảng giáo lý. Thì mỗi kỳ đại lễ thế này, đồng đạo chúng ta ngồi với nhau ôn học lại Đức Thầy qua các phương pháp tu hành, thì để thấy rõ rằng đây là một cái điều nhu cầu cần thiết trong cái lộ trình mà chúng ta tầm vào con đường giải thoát. Và hơn thế nữa thì mỗi kỳ đại lễ đi qua thì theo nhận định của chúng tôi thì cái ngày Thầy trở về cũng đã gần kề. Cho nên trong thời gian này thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải cố gắng làm thế nào đó để mình trau sửa thân tâm cho trong sạch, để kịp khi ngày Thầy trở về thì mỗi đồng đạo chúng ta đã hoàn mãn trên cái con đường làm lành lánh dữ, hoàn mãn trên cái con đường hành đạo, có một cái công phu ở bên trong để chúng ta loại trừ các cái tà niệm, và đặc biệt vun trồng bồi đức đầy đủ điều kiện, đầy đủ phước đức để mình được đoàn tụ với Thầy Tổ, để mình có mặt trong Long Hoa Đại Hội, để rồi mình cùng Thầy cộng hưởng một vườn từ bi thì nói không hết. Như vậy thì để đạt được các yếu tố đó thì trong cái lộ trình tu hành, ít nhất thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải hiểu được một cái quy luật căn bản. Nếu mình hiểu được cái quy luật căn bản này thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không có những cái ngã rẽ, chúng ta không có sự nhận định sai lệch, và đương nhiên chúng ta sẽ thẳng một bước đến cái con đường giác ngộ giải thoát. Và hơn thế nữa, nếu như trong cuộc đời tu của mình mà quý vị không hiểu được cái định lý nhân quả, không rành về cái sự chi phối của luật nhân quả, thì trên đường tu chúng ta nhất định sẽ trì trệ, nhất định mình sẽ không tinh tấn. Hoặc giả mỗi đồng đạo chúng ta đều có những cái sự nghi hoặc nơi lòng của mình, mà nếu như hôm nay nhà tu thì được quyền nghi, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải giải nghi. Nghi mà không được giải nghi thì đường tu không phát triển. Còn nếu nhà tu mà không nghi, không thắc mắc, không đặt những nghi vấn thì không thể nào phát khai được trí tuệ. Cho nên Đức Phật cũng dạy khi học Phật chúng ta cần đặt những cái nghi vấn nơi lòng của mình, và đồng thời mình cũng phải tìm cách để giải nghi, đi đến cái lộ trình đúng đắn nhất để chúng ta thực hiện theo. Còn nếu như cả đời của mình học Phật, mình tu theo đạo Phật nói chung, đạo Phật giáo và hảo nói riêng, mà chúng ta không có đặt một nghi vấn nào cả, cũng không đặt vấn đề nào cả, thì đường tu chúng ta không thể nào được phát triển. Cho nên chúng tôi cũng thường nói giữa hai cái mảnh đất, một mảnh đất cần cỗi, cỏ rác không mọc, và bên kia thì một mảnh đất màu mỡ, lúc nào cũng cỏ rác mọc đầy. Thì hai mảnh đất này thì khi mà đồng đạo chọn lựa để chúng ta xuống giống thì đương nhiên mảnh đất mà màu mỡ, cỏ rác mọc đầy thì mảnh đất này sẽ là mảnh đất rất là tốt. Khi mình gieo giống bồ đề thì nhất định sẽ xanh sôi nảy nở. Chỉ cần chúng ta nhổ cỏ sạch thôi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có được hoa trái. Còn ngược lại cái mảnh đất cần cỗi, dầu rằng không thấy cỏ rác, mình thấy là ngon, nhưng thật chất ra khi chúng ta gieo giống trong đây rồi thì không thể nào mọc lên được cái bồ đề, không thể nào có được cái hoa trái. Vì vậy cho nên hôm nay trong đời tu của mình thì Đức Phật và Đức Thầy cho phép chúng ta suy nghĩ, cho phép chúng ta có một cái sự phán đoán, có một cái sự nghi hoặc, để rồi chúng ta tìm ra một cái lẽ đúng. Như vậy thì lẽ đúng ấy, cái chân lý ấy không ngoài cái định lý nhân quả. Khi hôm nay chúng ta hiểu rõ được cái quy luật này rồi thì tôi tin chắc rằng giống như chúng ta có được cái một cái nền tảng kiên cố, có một cái mảnh đất màu mỡ để rồi mình phát triển trên đó, trên cái con đường tu nhân hành thiện chúng ta để đạt được kết quả. Như vậy thì trong buổi chia sẻ này, tôi và quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc về luật nhân quả nhân cái ngày đại lễ đản sinh
lần thứ 103 của Đức Thầy ở tại xã Phú Thành, ở tại nơi đây. Thì trong cái chuyên đề này thì chúng tôi tụ trung lại, chúng ta sẽ chia sẻ qua ba cái phần chính. Cái thứ nhất là hôm nay mình cũng phải hiểu về cái khái niệm, cái nội hàm về nhân quả. Cái thứ hai thì chúng ta cũng hiểu, cần hiểu về tam thế nhân quả. Thế nào gọi là sanh báo, thế nào là hiện báo, thế nào là hậu báo. Thì khi hiểu được sanh báo, hiện báo, hậu báo, tức là nhân quả quá khứ, hiện tại, vị lai, thì hiểu được điều này thì mình sẽ giải quyết được những cái nghi hoặc nơi lòng của mình trong cuộc đời tu của mình. Nếu như chúng ta khi hiểu về nhân quả mà mình thiếu đi trong cái vấn đề tam thế nhân quả thì chúng ta vẫn còn cái nghi hoặc, khó có thể nào chúng ta giải tỏa được tâm lý. Và cái thứ ba nữa thì mỗi đồng đạo chúng ta ít nhất cũng phải hiểu được cái tính chất của luật nhân quả. Nhân quả là bất di bất dịch, nhưng bất di bất dịch ở đây là đối với những cái người không biết đạo, những người không tu hành. Còn hôm nay những người tu hành, đối với nhà tu chúng ta, thì luật nhân quả này sẽ được thay đổi. Luật nhân quả này sẽ được, có thể chúng ta hiểu nôm na là được một cái quy luật của Tam Bảo, được cái sự che chở của Tam Bảo, đi theo một cái lộ trình gọi là tu, là chuyển nghiệp, từ một cái quả dữ sẽ trở thành cái quả lành nếu như chúng ta cố gắng tu nhân hành thiện như chúng tôi vừa nói. Như vậy thì khi hiểu được tính chất luật nhân quả rồi thì lúc bây giờ đó là một cái đòn bẩy để thúc đẩy chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ tinh tấn hơn trên lộ trình tu hành của mình. Bởi vì hôm nay trên con đường tu của mình nó có mang hai cái ý nghĩa quan trọng. Một là chúng ta tạo phúc để hưởng được cái quả lành về sau. Hai là chúng ta đoạn trừ được cái nghiệp ở tiền trần ở trước đó. Cho nên thì hai vấn đề này luôn luôn được móc xích chặt với nhau. Thì nhất định hiểu được điều đó thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ gần như có gặp cái hoàn cảnh cam go khó khăn cả nào thì tôi và quý vị chúng ta sẽ vượt qua hết để đi đến cái lộ trình giải thoát. Thì đó là cái nội hàm trong cái luật nhân quả mà hôm nay chúng tôi trình bày. Như vậy thì nhân quả là gì? Nhân quả hay là nhân quả thì vấn đề này chúng ta không bàn về khái niệm từ. Trong sấm thi Đức Thầy thì Đức Phật, Đức Thầy dùng cái từ nhân quả nhiều hơn là nhân quả. Nhưng mà nhân hay là nhân thì đều là cái nghĩa giống như nhau nếu chúng ta nói về Hán học. Cho nên khi đọc về văn phạm giữa chữ nhân và chữ nhân thì đồng đạo chúng ta đừng kẹt ở cái từ ngữ này. Bởi vì nhân là hạt giống mà quả là trái bông. Còn nhân là con người, quả là quả vị do con người tạo lấy trong hiện tại để thu gặt được kết quả tương lai. Cho nên trong khái niệm này chúng tôi trình bày kỹ một chút để chi khi đọc giảng thầy thì chúng ta khỏi có thắc mắc tại sao có chỗ thầy viết là luật nhân quả, có chỗ thầy viết là luật nhân quả, nhân hay nhân gì nó cũng là một cái quy luật chung. Cho nên nhân quả nếu nói theo triết học Phật giáo thì đây là một cái quy luật, và quy luật này nó luôn luôn tồn tại đi đôi với mỗi con người, đồng hành với vũ trụ đi từ ngừng xưa đến nay. Có thể chúng ta hiểu về một số cái khái niệm về các kinh sách thì có thể là khi quả địa cầu này được hình thành thì lúc bây giờ bắt đầu có luật nhân quả. Có khi có con người, có một cái sự tác động của con người ở trên cái quả địa cầu này thì lúc bây giờ đều có nhân quả. Và luật nhân quả này chẳng những cái quả địa cầu này mà luật nhân quả này nó gồm nhiếp luôn tất cả mười phương, nó gồm nhiếp luôn tất cả những cái cõi trời, rồi luôn cả các cái cõi thấp hơn hoặc là cao hơn, gần như nó chi phối tổng thể vạn hữu vũ trụ, không riêng ở cõi đời này mà nó bao hàm rất là rộng. Cho nên luật nhân quả cũng như một cái quy luật thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, đây là những cái đã có sẵn. Cái mà chúng tôi muốn nói đây để chúng ta có một nhận định là đây là những cái đã có sẵn. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu cái có sẵn này cho nên nhờ Đức Phật, nhờ Đức Thầy mới nhắc lại thì mình mới biết à, thì đa là đây là những điều đã có sẵn mà chúng ta hầu đó thì không biết. Giống như sanh lão bệnh tử thì đây là những điều đã có sẵn mà nhiều khi chúng ta không học Phật. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni chưa ra đời mở đạo thì lúc bây giờ mình không biết cái gì là sinh, cái gì là bệnh, cái gì là lão, cái gì là tử, dầu rằng những cái đó đang đeo đuổi mỗi con người chúng ta từ nghìn xưa đến nay. Thì luật nhân quả cũng như thế, đây là một quy luật, tụ trung lại là một quy luật. Và cái quy luật này
thì phải nói rõ là gần như cái người tu không tu gì nó sẽ bị nó chi phối một cách hết sức là rõ rệt. Cho nên luật nhân quả, có thể ngoài đời người ta không tin về tôn giáo đạo Phật, nhưng mà người ta không thể không tin luật nhân quả. Bởi luật nhân quả là một quy luật chứ không phải là một tôn giáo. Đây là một quy luật. Cho nên giàu có tôn giáo hay không tôn giáo thì chúng ta cũng không thể nào tránh né được cái quy luật này. Thì đó là mình hiểu về một khái niệm về ba từ luật nhân quả. Và hơn thế nữa, chi tiết về nội hàm thì nó có hai cái ý. Cái nghĩa thứ nhất đó, nhân là hạt giống, quả là trái bông. Như vậy thì hạt giống ở đây, tỷ dụ như chúng ta gieo giống gì thì nhất định mình sẽ hưởng cái quả đấy. Trồng dưa được dưa, trồng đậu đạt đậu, đạt đậu. Mà Đức Phật dạy chủng hoa quần đắc hoa, chủng đậu quần đắc đậu. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ là trồng bông kiển giống chi hưởng đấy. Cho nên hôm nay nếu mà chúng ta gieo cái hạt ngọt, hạt cam, hạt bưởi thì đương nhiên mình sẽ có được cái hoa trái, trái cam, trái bưởi chúng ta ăn. Còn ngược lại mình gieo những cái cay đắng, những hạt ớt, những cái độc địa mà chúng ta muốn hưởng được cái quả ngọt dịu thì xin thưa rằng không có. Cho nên đấy là cái điều thứ nhất trong nhân quả là gieo giống chi thì hưởng quả nấy. Và cái thứ hai nữa trong nhân quả đây có nghĩa rằng nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Như vậy thì tất cả mọi kết quả được sản sinh trên cõi đời này thì xin thưa quý vị đều có cái nguyên nhân, đều có nguyên nhân đi kèm. Nguyên nhân chúng ta làm cái gì thì kết quả liền theo đó. Tôi nói ví dụ bây giờ nguyên nhân mình lười lao động, chúng ta không lo làm ăn thì kết quả chúng ta trở nên nghèo khổ, đó điều đương nhiên rồi. Nguyên nhân chúng ta trộm cướp, gian lừa thì sớm muộn gì chúng ta cũng đứng trước cái vành móng ngựa và chúng ta sẽ bị tù tội. Nguyên nhân chúng ta cố gắng sốt sắng lo làm ăn, cần cù bù thông minh hay hoặc giả là tri tận thiên lực, tận nhân lực tri thiên mạng, thì nếu như mình cần cù lo làm ăn thì cái tương lai kết quả chúng ta sẽ hanh thông. Dầu rằng cái số chúng ta nghèo nhưng mà vì chúng ta cần kiệm lo làm ăn thì cái nghèo chúng ta cũng đỡ, hoặc giả là mình trở nên cái sự giàu có. Như vậy thì giữa nhân và quả hai cái này luôn gắn chặt với nhau, không thể nào rời dứt. Cho nên không lạ gì khi chúng ta nghe ngày xưa vị vua mua một cái bài học ngàn vàng. Thì theo tôi nghĩ rằng bài học này có thể chúng ta áp dụng trên mọi cái giai đoạn, mọi thời kỳ nó đều phù hợp. Phàm làm việc gì thì phải đều nghĩ đến kết quả của nó, thì đó là nhân và quả đó. Cho nên chính vì cái hàng chữ ngắn gọn trong một tờ giấy này nhưng mà quy luật rất là lớn. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ vua mới tốn 1.000 lượng vàng mua cái câu này. Cho nên khi mua câu này xong rồi thì lúc bấy giờ vua quý trọng lắm. Vua ngẫm lại câu này là chân lý. Bởi vì vua nhìn lại các cái vị quan ở trong triều đình, rồi những cái người nông dân cũng vậy. Nếu như vị quan nào mà một lòng trung thành đất nước, phục vụ đất nước thì những vị quan này được thăng quan tiến chức. Còn những vị quan nào mà cờ bạc rượu trà thì tương lai sẽ hết sức là phải nói rõ là hết sức là khổ khó. Vì vậy cho nên chính vì quý yêu cái bài học này cho nên lúc bây giờ thấy cái giá trị rất là tuyệt vời. Cho nên vua mới truyền lệnh cho ba quân là khắc cái hàng chữ này trong các cái vật dụng, các tranh cảnh từ ngoài đến trong nội cung, đến cả một cái chén, một cái nồi, một cái dĩa, thì vua đều kêu ba quân tướng sĩ khắc một cái hàng chữ phàm làm việc gì đều nghĩ đến kết quả của nó. Mà nếu như giờ này tôi và quý vị cũng vậy, nếu chúng ta khắc cái hàng chữ này lên trán thì theo tôi nghĩ rằng đây cũng là chân lý. Bởi vì khi chúng ta làm cái gì thì mình phải hiểu được kết quả như thế nào. Thì khi chúng ta có một sự suy nghĩ đó thì lúc đó mình là Bồ Tát. Nếu mà có được cái sự suy nghĩ phàm làm việc gì đều nghĩ đến kết quả của nó là chúng ta đang biến mình là Bồ Tát. Bởi vì đây là cái cách nhìn của Bồ Tát. Bồ Tát thì sợ nhân, mà ngược lại chúng ta là sợ quả. Thế nào là sợ nhân? Khi những bậc Bồ Tát mà các vị này muốn làm việc gì thì vị này sợ lắm. Lúc bây giờ muốn gieo lúa hoặc làm gì thì người ta sợ lắm. Khi gieo nhân đã chọn lựa rồi, tức là đã nghĩ đến kết quả rồi, cho nên Bồ Tát là sợ nhân. Còn ngược lại tôi và quý vị thì sợ quả. Khi gieo nhân thì chúng ta không nghĩ đến kết quả của nó, muốn làm gì làm mà theo cái sự thỏa mãn, theo cái dục vọng, theo cái sự ô nhiễm. Nhưng mà khi kết quả đến với mình nó nghiệt ngã thì lúc bây giờ chúng ta lại thân trách phận. Tại sao ông trời lại hại mình? Tại sao mình khổ thế này? Tại sao mình khổ thế kia? Thì rõ ràng đó là chúng ta thiếu đi một cái kinh nghiệm sống.
Tôi tạm dùng cái từ kinh nghiệm sống, bởi bài học ngàn vàng là kinh nghiệm sống. Vì vậy cho nên nếu ai thực hiện được cái câu phàm làm việc gì thì đều nghĩ đến kết quả của nó, thì phận người này tương lai sẽ là Bồ Tát. Bởi vì đó là hạnh Bồ Tát, gọi là Bồ Tát sở nhân. Cho nên chính vì cái lý do đó mà đã cứu được vua Đồng Đập. Vì vậy cho nên lúc bây giờ thì đến cái thời kỳ các cái vị tướng sói bên ngoài quá mạnh, mưu đồ là hại vua để xóa ngôi, thì đây là cái điều kiện đương nhiên thường xảy ra ở trong các cái triều đình thôi. Bởi vì thịnh suy là lẽ thường nhiên của mỗi cuộc sống con người. Vì vậy nên lúc bây giờ các vị tướng sói này mới mua chuộc cái tên thái giám, tráo đổi chán thuốc. Thay vì chán thuốc cho vua uống thì tráo đổi là cái chán thuốc độc. Cho nên lúc bây giờ với cái thế mạnh như vậy thì thái giám không dám cãi lại, không dám cãi lại các tướng sói. Cho nên lúc bây giờ sẵn sàng trao đổi, tráo cái chán thuốc. Thì trên cái đoạn đường mà vị thái giám bưng cái chén thuốc độc này đến đi vào cung của vua đó, thì vị thái giám này nhìn vào cái chén chầm chầm, lo lắm, sợ lắm. Bởi vì đây là điều bất an mà. Thì khi nhìn vào cái chén, bất chợt gặp cái câu là phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Như vậy thì khi nhìn vào cái chén thì lúc bây giờ vị thái giám này mới suy nghĩ. Như vậy thì hôm nay đây là chén thuốc độc, mình đang bưng cái chén thuốc độc này cho vua uống. Vua uống xong rồi kết quả như thế nào? Thì kết quả vua sẽ băng hà. Và sau khi vua băng hà thì như thế nào? Thì lúc bây giờ các vị ba quân tướng sĩ, các vị tướng quân thì sẽ truy tầm ra hung thủ. Thì hung thủ là ai? Chính là thái giám, là cái người lân cận với vua, gần gũi với vua. Thì khi nghĩ điều này thì ông lúc bây giờ là ông phải nói rõ là toát mồ hôi. Vì vậy thì nếu như cái chế thuốc này mà vua uống xong vua chết rồi thì mình cũng tiêu luôn, đâu có còn đâu hưởng vinh hoa phú quý. Mà chẳng những mình chết mà mình còn bị tru di cửu tộc, tru di tam tộc nữa, cả gia đình dòng họ mình đều liên lụy. Vì vậy nên chính biết hiểu được cái kết quả như vậy, cho nên tên thái giám này, vị thái giám này rất là thông minh. Cho nên khi đến với bệ hạ thì quỳ xuống tâu thiệt bệ hạ, đây là chén thuốc độc, con bị các vị tướng sói ép bức phải đổi cái chén thuốc thuốc uống thành thuốc độc để giết vua, để xoán ngôi. Bây giờ này con quá hối hận đầu, bởi vì cái kết quả thì con đã biết rồi. Thì vì vậy cho nên lúc bây giờ vua mới thoát được một cái chết, và vị thái quan thái giám đó thì cũng được vua xóa tội, và lúc bây giờ thì mới đem các vị tướng sói làm phản ra xử. Vì vậy cho nên đây là một bài học, mà bài học này tất cả chúng ta ai cũng rõ, nhiều khi mình quên quý vị, nhưng mà hôm nay chúng ta nhắc lại thì gần như mình không bao giờ quên được. Như vậy thì đây là nguyên nhân kết quả. Cho nên trong cuộc đời tu của mình, hôm nay cái nhân mà chúng ta niệm Phật thì cái quả đương nhiên sẽ đưa chúng ta ngồi tòa sen. Cái nhân chúng ta làm thiện thì kết quả nhất định chúng ta sẽ đưa chúng ta về cõi trời, bởi Đức Thầy dạy là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Còn cái nhân mà chúng ta hung dữ thì đương nhiên chúng ta sẽ về địa ngục, mê muội ác hung về địa ngục rất rõ ràng. Như vậy thì đây là một tinh thần nhân quả cụ thể quá vấn đề như chúng tôi trình bày. Do đó cho nên trong cái tinh thần nhân quả này có hai cái nghĩa là như vậy. Và hơn thế nữa thì trong mỗi cuộc sống con người, như chúng tôi nói lời nói đầu, không sao tránh khỏi những cái nghi vấn. Nhiều khi ở đây chúng ta cũng được sanh ra như bao nhiêu người khác, mà nhiều khi rồi mình lại gặp những cái hoàn cảnh khổ khó, bị tàn tật chẳng hạn, hoặc giả là gặp cái hoàn cảnh không theo ý mình, xấu xí chẳng hạn, nghèo khổ chẳng hạn. Trong khi đó mình cũng là cái người làm hiền làm lành, không có làm ác gì cả, sống cuộc sống hết sức là chân thật. Mà lý do tại sao mình lại khổ như vậy? Còn nhìn anh đằng xóm kia sáng sai chiều xỉn, người ta không có làm ăn gì cả mà gần như người ta lúc nào cũng giàu có, lúc nào cũng sung sướng hơn mình. Rồi hơn thế nữa lại có những điều kiện nữa, cũng có những người tu hành, những người đang hành đạo trai giới tinh nghiêm, mà thường thường gặp những cái chuyện bất lành xảy ra, giống như trường hợp cô Hay Gương Cần Thơ vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng giờ này mình cũng giống như cô Hay Gương quý vị. Lúc bình thường chúng ta không suy nghĩ đâu, nhưng mà khi gặp một cái hoàn cảnh khổ khó, tôi nói nôm na đau ốm bệnh hoạn thôi, mà đồng đạo nhớ có những cái cơn bệnh đó, mà gần như chúng ta đi lại bác sĩ này, lại ông thầy này, lại bệnh viện khác thì gần như trị hoài không hết. Vì vậy cho nên cái bản thân mình đã ăn chay mấy chục năm nay rồi, đã cúng lại mấy chục năm nay rồi, mà tại sao mình vướng nhiều căn bệnh như vậy? Thì đó là những cái mà nếu chúng ta không gỡ cái mối này đó thì nó sẽ làm cho chúng ta bán đồ như phế. Lúc bây giờ mình không còn đức tin trong cái đường tu hành nữa. Đáng lẽ tu là hanh thông, tu là khỏe phắn,
mà tại sao tu hành mà bệnh hoạn nhiều thế này? Thì y như trường hợp của hai gương Cần Thơ vậy. Vì vậy cho nên hôm nay mình phải hiểu được cái tính chất của nhân quả. Chúng ta cần hiểu được tam thế nhân quả, hiểu được sanh báo, hiện báo và hậu báo. Thì khi hiểu được ba vấn đề này rồi thì đó là chúng ta không có còn nghi nan nữa, mà mình sẽ tinh tấn tu hành. Vì vậy cho nên trường hợp của hai gương Cần Thơ đây trường hợp sanh báo, gọi là quá khứ nhân quả. Vì vậy nên khi mà cô ngã lòng xa ngã rồi thì lúc bây giờ Đức Thầy cho cô một cái bài thi 20 câu. Thầy thương đệ tử ngẩn ngơ sầu, vẫn biết công phu con giải dầu, nhưng nổi tiền khiên phai lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Vì vậy cho nên khi mà cô Hai Gương nhận được cái bài thi này rồi thì cô an ổn tu hành, đi đến chỗ giải thoát. Vì vậy cho nên hôm nay vẫn biết mình hôm nay đang công phu hành đạo miên mật lắm, tinh nghiêm lắm, nhưng mà tại sao chúng ta lại bị bệnh này, bị nạn kia? Thì hoàn toàn đó là do cái nghiệp báo ứng ở tiền kiếp. Tiền kiếp mình thiếu tu, tiền kiếp chúng ta thiếu nợ, tiền kiếp mình giết người, mình hại người. Cho nên chính vì cái quả ở tiền kiếp đó mà kiếp này chúng ta chưa có khả năng để đoạn trừ cái quả đó, để đoạn trừ cái nghiệp đó. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn tiếp rước, sẵn sàng đón nhận cái quả gì đó, thì đó gọi là sanh báo. Như vậy thì sanh báo là gì? Khi sanh ra là đã đón nhận báo ứng rồi, hoặc giả là trong 5 năm, hoặc giả trong 10 năm, hoặc giả là ở nhiều đời, ở nhiều mươi năm, thì chúng ta sẽ đón nhận báo ứng đó. Cho nên để giải quyết vấn đề này thì đồng đạo suy nghĩ coi, cũng có những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ thôi, nó đâu có làm gì ác đâu, đâu có tạo nghiệp đâu, lúc giờ nó hiền lắm. Nhưng mà khi nó vừa lọt lòng mẹ xong, nó vẫn bị dị tật. Rồi có những đứa trẻ mới sinh ra vài ngày, vài tháng thôi thì nó bị những cái căn bệnh nan y, và cuối cùng thì nó vẫn bỏ mạng. Thì đó là hoàn toàn gọi là sanh báo đó. Cho nên đa phần tôi và quý vị, khi mà chúng ta sanh trong cõi đời này thì đa phần mình rơi vào chỗ này nè, tức là nhân duyên ở tiền kiếp. Vì vậy cho nên mình nhìn cái hiện tại, dục tri tiền thế nhân kiến kỳ hiện tại quả, dục tri hậu lai quả kiến kỳ hiện tại nhân. Mình nhìn cái hoàn cảnh hiện tại, cái hoàn cảnh thực tế hiện tại, thì tôi và quý vị chúng ta sẽ biết được cái nhân xưa. Và nếu như chúng ta muốn biết được cái quả sau này thì nhìn cái việc làm hiện tại của mình, chúng ta biết được cái quả sau này. Không cần nhìn đâu cả, mà chúng ta tinh ý một chút, mình nhìn cái cuộc sống xung quanh của mình thì mình biết được rồi. Hôm nay chúng ta sanh ra, nếu mình đầy đủ hơn mọi người, hạnh phúc mọi người, thì mình biết rằng kiếp trước mình cũng có biết làm hiền làm lành, cho nên khi sinh ra của cải có sẵn nè. Cho nên ông cha chúng ta nói một câu hết sức là phương ngữ, đi vào hồn người, trời cho không thấy, trời lấy không hay. Thì đây là một cái câu nói mà gần như tất cả chúng ta đều nằm lòng. Không phải là trời cho, không phải là trời thấy, nhưng mà muốn nói định lý nhân quả. Khi con người mà sinh ra, nếu nói gì sinh báo, mà sống trong cái hoàn cảnh giàu sang nhung lụa, thì nói nôm na là trời cho, không phải là ông trời không cho. Mà vì ở trước đó, ở tiền kiếp, mình đã làm lành, làm hiền, làm từ thiện dữ lắm quý vị. Cho nên chúng ta mới được vậy. Rồi khi chúng ta sinh ra mà mình khổ đau, nghèo khổ, xấu xí, thì kiếp trước chúng ta ở đời làm ác. Cho nên hai cái mặt này thì chúng ta phải tích cực hết. Nếu như giả sử mình sinh ra được giàu sang, được hạnh phúc, thì chúng ta cố gắng vun trồng bồi đức để kiếp sau chúng ta hưởng. Bởi vì được quả ngọt, nhớ ăn lấy hạt, gieo lại mà mai mốt đặng ăn, nhược bằng được quả hột quăng, kiếp sau thèm khát xin ăn của người. Thì đây là trong kinh Cao Đài Giáo giải rất rõ. Vì vậy hôm nay chúng ta giàu, giàu kiếp này mà mình không làm từ thiện, không làm phước, thì có chừng kiếp sau chúng ta nghèo. Mà nếu giàu kiếp này mình biết mình là người đã giàu có rồi, mình có đã công đức, có phước sẵn rồi, thì lúc bây giờ chúng ta phải ráng tạo làm sao phước sanh phước, để kiếp sau phải cao hơn kiếp trước. Giống như thầy dạy, kiếp trước ông cha làm đứa cả, ngày sau con cháu ráng lo tu. Và hơn thế nữa, nếu nó ở cái phương diện thứ hai, kiếp này sinh ra tôi và quý vị nghèo khổ rồi, mình bị tai nạn rồi, bị cái hoàn cảnh xã hội nghiệt ngã, thì mình phải hiểu mình hơn ai hết. À, như vậy là kiếp trước mình kém tu, kiếp trước không có niệm Phật, kiếp trước không làm từ thiện, cho nên kiếp này mới khổ vậy nè. Như vậy thầy dạy là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Vì vậy cho nên khi mình hiểu được kiếp trước mình không có tu khổ, thì kiếp này ráng tu. Vì vậy mình hiểu mình, ở đây muốn nói là về phần tâm lý là mình hiểu mình, đồng đạo à, không cần người bên ngoài hiểu mình. Bởi vì hoàn cảnh
nhà ai nấy biết, đèn nhà ai nấy sáng, ai cũng biết hoàn cảnh của mình hết. Thì tự mỗi đồng đạo cảm nhận được, thì đồng đạo tự biết mình rằng mình là người có phước hay là người vô phước. Chúng ta sẽ hiểu, nếu có phước thì nhân cái phước đó chúng ta tạo càng cao, còn nếu vô phước thì chúng ta ráng tu. Đặc biệt một điều ở tính chất nhân quả này, thì đồng đạo chúng ta đừng có dậm chân tại chỗ, mà mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng tu, phải ráng bồi đức để sau này nó phải hanh thông, vui vẻ, tốt đẹp hơn trong kiếp hiện tại. Thì có như vậy chúng ta mới là người có trí tuệ. Và hơn thế nữa, nếu nói về sinh báo, thì hôm nay giữa ta và Đức Thầy, giữa chúng ta và Đức Thầy thì có một cái mối quan hệ rất là chặt. Cho nên hôm nay sinh ra thì tôi và quý vị gặp giáo lý Đức Thầy, trong khi đó mình chưa gặp Thầy đúng không? Như tôi đâu gặp Thầy đâu. Nhưng mà khi gặp giáo lý Đức Thầy rồi, thì lúc bây giờ chúng ta lại trong hồn của mình, trong tư tưởng của mình đam mê về đạo, rồi cuối cùng chúng ta thực hiện theo Đức Thầy để chúng ta trọn vẹn làm lành lánh dữ. Thì hoàn toàn đây cũng là nhân quả chi phối. Tức là ở tiền kiếp mình và Thầy đã có túc duyên với nhau, mình ở tiền kiếp gần như đã giúp Thầy cái gì đó, hoặc giả là Thầy đã thọ nhận cái gì đó ở mình. Thì chính vì cái tiền kiếp này nè, mà kiếp này khi gặp đạo rồi thì chúng ta phải nói rõ là lúc này là mình an ổn lo tu hành. Cho nên nói đến đây thì chúng ta mới nhớ lại, không phải tôi và quý vị mới tu đây đâu, phải không? Mà mình đã có duyên với Thầy ở nhiều kiếp rồi. Kiếp này là kiếp chót, kiếp chót này để chúng ta trở lại đây để mình tiếp tục làm thêm cái con đường mà chúng ta đã gian dở ở nhiều tiền kiếp. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn phải đào thai làm con người tại thế gian. Cho nên hôm nay mình đã có duyên rồi. Vì vậy trong bài thay là tựa Thầy mới dạy, vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp, những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Thì rõ ràng đây là cái duyên lành, đây là cái duyên lành, đây không phải là nghiệp dữ, mà đây là cái duyên lành mà Thầy dạy là duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đắp nền nhân đức để sau. Hoặc là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, thì mình đã có duyên, thì đó là nó rơi vào sanh báo đó. Bởi vì nếu nói nhân quả thì hai cái vấn đề nghiệp và phước, thì hai cái này nó luôn song đôi với nhau. Đặc biệt một điều đồng đạo, luật nhân quả chi phối rõ rệt lắm, cái gì ra cái đó ha. Thí dụ bây giờ mình biết đạo là cái mặt này là cái mặt chúng ta có duyên với Thầy, và đồng thời mình cũng gặp những cái nghiệp, hai cái này đâu ra đó đàng hoàng à. Chứ không phải người biết đạo có duyên với Thầy cái Thầy độ mình không hết, hết nghiệp không phải vậy ha. Cái nào ra cái đó, nghiệp dữ thì chúng ta lo trả nghiệp dữ, còn nghiệp lành, cái điều lành thì chúng ta cứ vun bồi cho phát triển hơn nữa, thì nó không hết, thì đó là sanh báo đó. Và đồng thời sau khi sanh báo rồi, cái thứ hai là hiện báo. Hiện báo là gì? Tức là cái sự báo ứng này giữa nhân và quả sẽ diễn ra trong một kiếp, trong một kiếp đời này thôi. Chúng ta gieo cái gì thì hưởng cái đó. Nếu chúng ta tinh ý một chút thì mình sẽ thấy rất rõ rệt trong cái cuộc sống. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một chi nhãn tiền. Trước đây thì đối đến quả báo thì nó lâu lắm, nhiều khi thì chúng ta đợi, hoặc giả là có những người là không tin, bởi vì thấy người làm ác có thấy cái việc gì đến họ đâu. Nhưng mà ngày giờ này nó khác rồi. Tại sao khác? Bởi vì thời kỳ này nó khác thời kỳ trước. Thời kỳ mạt hạ này tranh thủ thời gian làm sao, đây đến ngày cuối cùng thì nhân quả chi phối thế nào đó, đến đó là hoàn toàn dứt hết. Cho nên có nhiều người đặt cái vấn đề, tại sao trước đây luật nhân quả chi phối nó có khoảng cách xa hơn, còn giờ này lời Đức Thầy dạy chúng ta, tức là cái nhân quả, quả báo một giây trước mắt thôi. Mình làm cái gì thì chúng ta hưởng cái đó. Kính thưa đồng đạo tinh ý một chút, khi mình nhìn ở xuống mình, những người chung quanh của mình, hoặc giả trong gia đình của mình, thì nếu như chúng ta thấy gieo cái gì mà không phải, không tốt rồi, thì lay quay vài tháng, vài năm, vài ngày sẽ hưởng cái quả liền trong tí tắc. Bởi vì thời kỳ này Đức Thầy dạy là luật trời báo ứng nhãn tiền khắp trong thiên hạ đảo quyền từ đây, có nghĩa là thời kỳ này luật trời quy định rồi, báo ứng trước mắt. Nói đây tôi nhớ đến hôm qua giáo viên Trần Thị Phương Kiều có gọi cho tôi hỏi thăm đường đi thuyết giảng. Thì lúc giờ đồng đạo đã kể một cái mẫu chuyện ở ngay cái bản thân đồng đạo và một vị giáo viên khác. Cho nên thời gian vài ngày gần đây thì đồng đạo Phương Kiều, chị Kiều bị một cái tai nạn. Tai nạn thì chúng ta nghe nó đơn giản mà đúng là cái nghiệp.
Cho nên đêm hôm qua đây chị Kiều kể rồi, tôi nói như vậy là bữa nay tôi thiết nhân quả, tôi lấy mỗi chuyện chị tôi kể cho nó rồi được thực tế. Cho nên lúc mà gần đến cái ngày thuyết giảng xã Tân An của chúng tôi hôm ngày 18 âm lịch rồi đó, thì cách đây khoảng một tuần không, thì lúc bây giờ chị Kiều không về được, mà thế chị Bạch Lê thì nghe chị bệnh thôi, mình cũng không quan tâm, không biết bệnh vì bệnh gì nữa. Nhưng hôm này thì khi gọi điện thì chị nói là chị bị cái cán của cái cào phơi lúa đó, nó đánh, nó đập vào ngay chỗ này, gần cái kế con mắt, nó sưng to lên, sưng to rồi nó lan đen hết trơn. Nó cho nên thì phải điều trị thuốc thang trên dưới cũng khoảng gần 10 ngày nay, thì bữa nay là đỡ rồi, bữa nay là nó đi thuyết giảng được rồi. Thì chỉ nói là đúng là cái nghiệp chí tâm, chỉ có cùng người chị, hai chị em là cũng mua cũng vài chục giả lúa, gọi là lúa sạch đó, bởi ở vùng ở Kiên Giang nó khác với chúng ta ở đây. Ở đây thì mình ăn gạo, ở bên thì lúa xay, vì vậy cho nên mua chục vài chục giả lúa mới phơi khô hết rồi, thì chính là cái bằng cào là chỉ để đó đó. Nhưng mà tới chừng nào mà ông trời ông chuyển mưa đó, rồi chạy ra hốt lúa sao mà đạp ngay cái lưỡi cào, thì đồng đạo nhé, đạp lưỡi cào thì cái cán đánh ngược mình á, nó đánh mà mai một chút là dịch chút xíu rồi trúng ngay con mắt. Cho nên nó chỉ nói nhờ chị có tu, nhờ niệm Phật, đáng lẽ ra đánh ngay con mắt đó để trả cái nghiệp. Chị Tâm biết làm sao không? Hồi đó năm 14 tuổi tôi rất thích đi câu cá, lúc bây giờ ngày nào cũng đi câu cá rô thùng thùng chăng á. Thì mồi câu cá rô thì gồm có là tép nè, dế nè, nhưng mà lúc bây giờ ham câu lắm, khi mà câu một lát thì hết mồi rồi, hết mồi xong rồi bắt đầu mới lấy cái con mắt con cá rô á làm mồi. Vì vậy nên móc con mắt làm mồi, thì móc con mắt làm mồi câu con cá khác, rồi móc cá khác làm mồi câu cá khác, cuối cùng thì nhìn cái thùng cá rô đó thì nó bị đuôi hết đâu nửa thùng, đuôi mắt nửa thùng. Cho nên cái nghiệp này nè chí Tâm, mà chị nhớ là chị trả mấy lần rồi đó, mấy lần là hụt ngay con mắt không, mà giống lần này cũng vậy đó. Nếu không tu chắc ngay con mắt là đuôi giống như hồi đó mà phải nói rõ là móc mắt cá rô mà làm mồi để tu cái cô để câu cái rô khác. Thì do đó nên đây là nhân quả. Rồi thêm một trường hợp thứ hai nữa, trong hội trường các đồng đạo không lạ gì giáo lý viên Phạm Hùng Nam, Bắc Ba Nam. Thì giờ này con mắt của đồng đạo Phạm Hùng Nam thì gần như là phải nói mờ, nó còn khoảng chừng 5-7% thôi, rất là mờ. Thì bác Ba Nam kể chúng tôi rằng hầu đó thì mà đi vào đồng để bắt hôi đó, bắt cá, mà sau khi cái mùa lúa gần thu hoạch đó, thì bắt cá xong rồi đó, lấy dây chì đó, dây kẽm đó xỏ ngang con mắt không à. À, không có xỏ đâu, xỏ ngang mắt vậy, con nào xỏ ngang mắt đó, vì cái nghiệp đó đáng lẽ đó là đuôi đó, nhưng mà mai nhờ biết đạo không có đuôi, mờ giống như Phương Kiều kể tôi nghe, đáng lẽ là nó gõ ngay con mắt luôn đó, là cái như là không thấy đường đó, nhưng mà mai nhờ có tu chuyển nghiệp. Một lát chúng ta bàn cái đề này. Như vậy thì đây là những cái điều hiện báo đồng đạo à. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta làm cái gì thì sẽ có báo ứng đó, mình phải tin lời Đức Thầy. Cho nên hôm nay giàu đằng những người giàu sang, mà nếu như chỉ cần làm bậy, chỉ cần làm những cái điều thông thiên hải lý đồ, thì cái sự giàu sang ấy một thời gian ngắn thôi, thì họ trở nên giàu có, trở nên nghèo khổ. Giàu đằng họ là người rất là giàu có, họ ỷ, họ bản ngã, không làm phước thiện, thì tương lai họ sẽ rất là khổ trong cuộc sống hàng ngày. Đây là những điều thực tế nhất. Cho nên đó gọi là hiện báo đó. Hay hoặc là đồng đạo nhớ lại cái trường hợp Lý Thông Thật Xanh cũng vậy, thì đây cũng là hiện báo nè. Lý sau Lý Thông với một cái ác ý là lợi dụng Thật Xanh, cướp công Thật Xanh, hại Thật Xanh, nhưng mà cuối cùng là Thật Xanh đâu có sao, phải không? Mà cái người có sao thì cái nhân quả hiện tiền, chúng ta tính gì đâu có bao nhiêu năm đồng đạo, tìm mưu mô đủ cách cho gạt Thật Xanh, rồi kêu Thật Xanh phải là canh cái miếu để làm mồi cho Trần ăn. Nhưng mà cuối cùng Thật Xanh không bị Trần ăn, mà ngược lại Thật Xanh còn giết được con Trần. Thì sau khi giết được Trần Tinh rồi, thì lúc bây giờ Lý Thông mới là phạm tội phỏng ngữ, nói con Trần này ở vua nuôi, mà tại sao mà Hiền Đệ dám giết, thôi bây giờ Hiền Đệ đi trốn đi, nếu Hiền Đệ ở đây là vua bắt tội Hiền Đệ phạm phỏng ngữ. Cuối cùng là xách cái đầu Trần đến gặp vua lãnh thưởng. Rồi sau đó con đại bàng gấp công chúa đi vào hang để giấu, thì lúc bây giờ thì cũng nhờ Thạch Xanh để cứu xong rồi liếc miệng hang luôn, giết Thạch Xanh luôn. Nhưng mà không ngờ trời cao có mắt, đúng là nhân quả đồng đạo ha. Cho nên chúng ta nhớ kỹ một điều là trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi, mà thầy dạy rất rõ rồi. Vì vậy cho nên sau khi mọi việc phơi bày rồi, thì đáng lẽ ra là vua phải nói rõ là
đem mẹ con của Lý Thông ra là chém đầu. Nhưng mà Phật Sanh là cái người phải nói rõ rất là thương bạn, một cái người có lòng nhân, cho nên không làm như vậy, mà xin với vua đó tha cho mẹ con Lý Thông được toàn tánh mạng trở về quê. Thì lúc bây giờ vua tha, luật hình loài người tha, nhưng mà luật trời không tha, phải không? Ra khỏi cửa nhà vua thôi, qua khỏi cửa ngõ môn quan thôi thì bị ông trời ông đánh, hai mẹ con chết tốt. Rõ ràng đây là nhân quả hiện tiền. Vì vậy cho nên nếu nói một chuyện này thì theo tôi nghĩ không có xa lạ, rất rõ ràng, chỉ kết thúc trong một kiếp thôi thì đó gọi là hiện báo. Và cái thứ ba là hậu báo. Hậu báo là gì? Những cái việc làm ác chúng ta tại đây, đồng thời những cái việc tu hành của chúng ta tại đây, thì xin thưa rằng chưa có báo ứng, chưa được hưởng. Mà ngày mai ngày mốt khi chúng ta bỏ cái thân này, chúng ta mới được hưởng. Thì đây là cái tôi và quý vị chúng ta phải suy nghĩ cho thấu đáo, để chúng ta đặt trọn một niềm tin. Cho nên hôm nay những người làm ác giờ này chúng ta thấy ràng ràng trên xã hội, mà vả sử như họ chưa có bị, phải nói rõ là khoanh phui ra, họ chưa có bị luật hình có loài người phân xử hoặc luật trời phân xử, là tại vì ở kiếp trước họ phước lớn quá, chưa đến cái thời kỳ họ phải trả quả. Nhưng một ngày nào đó đến kỳ trả quả ầm ĩ biết bao đó, thì đến ngày đó họ không toàn tánh mạng, phải không? Chúng ta không cần đặt nghi vấn, phải không? Bởi vì làm cái gì thì hưởng cái đó. Còn đồng thời những cái sự tu hành của mình ngay giờ này, mà giờ này chúng ta không thấy cái điều gì mà phải nói rõ nó hanh thông, không thấy cái điều gì mà nó tốt cho mình cả. Cái nhiều người lại thắc mắc là tại sao tôi tu như vậy, tôi làm từ thiện thế này mà chồng con tôi lại hà khắc khó khăn với tôi, con cái tôi lại phá tán, rồi xóm chòm không thương tôi, rồi cha mẹ lại ghét vơ tôi, vân vân, hàng nghìn vấn đề đặt ra. Thì nếu như chúng ta không hiểu về hậu báo thì xin thưa rằng là chúng ta sẽ bỏ ngỏ tại chỗ này. Còn nếu như chúng ta hiểu về hậu báo, như là Đức Thầy dạy, trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Cho nên hôm nay trong đời tu của tôi và quý vị, chúng ta nên hướng về cái tương lai, chúng ta đừng hướng về thực tế. Thực tế vậy là chúng ta tu đừng mong cầu thực tế, mà cái quan trọng là chúng ta nên nhìn ở tương lai. Bởi vì hôm nay chúng ta tu đừng mong cầu rằng tôi tu đây để được người ta trọng tôi, người ta dâng cúng cho tôi cái này, người ta dâng cúng tôi cái kia. Cái đó là nghiệp không phải đồng đạo à. Đáng lẽ là nhà tu là một cái người phải chịu khổ sở, mình là cái người thừa tự của nghiệp, hiểu rõ về nghiệp. Thì khi người ta mà dâng cúng cho mình á, nếu mà làm không trọn đó, thì nghiệp đó là chúng ta trả không nổi đâu. Mang lông đậu sừng không phải đơn giản đâu, Đức Phật dạy rất rõ đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta tu hành, cái quan trọng để hậu sau này chúng ta hưởng. Cái hưởng của tôi và quý vị là khi mình bỏ cái xác này nè, theo lời Đức Thầy, bỏ xác giả này gọi là hậu báo nè. Chứ nếu chúng ta còn cái xác giả này, giàu hưởng cái cảnh nhung lụa giàu sang cả nào đi chăng nữa, thì đây cũng là cái giả thôi. Còn gọi là tạo duyên giả, phàm gian thân giả, đã cái xác là giả rồi, của cả nhà cửa là giả rồi, mà lại chúng ta mong cầu được sang trọng quyền cao trước trọng, thì tôi không mong cầu điều đó. Tôi chỉ mong cầu là sau khi cái ngày Đức Thầy trở lại, sau khi lập hội Long Hoa, thì mình phải làm sao ráng vun công bồi đức để đến cái ngày đó chúng ta được gặp Thầy, rồi Thầy sẽ định ngôi phong thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, thì đó mới thật sự điều cao quý. Mà đến lúc đó chúng ta không còn mang cái thân này nữa, mà tôi và quý vị có cái thân khác, đồng đạo à, có thân khác à, chứ chúng ta đừng mong rằng cái thân này sẽ được gặp Thầy, không có đâu, phải không? Đến hội trong quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đến cái ngày Thầy phời đó, thì lúc bây giờ mình đổi cái thân này rồi, cái thân này là giả, của cải là giả, mọi thứ trên đời này không thật. Thì nếu chúng ta càng mong cầu không thật đó, thì giống như chúng ta cứ tìm cái giả, đổi cái giả, được cái giả, về cảnh giả, có được gì thật đâu. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chừng lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, cái đó là cái thật đó. Cho nên cái mà chúng ta hướng là chúng ta hướng cái thân thật, cái thân được hội Long Hoa, cái thân sống đời thượng nguyên là một cái thân, mà thân đó cũng chưa trường tồn, thân đó chỉ sống 10.000 tuổi thôi, phải không? Cái thân mà tôi và quý vị được liên hoa quá thân đó, cái thân mà chúng ta được thần thức nhập thai sang tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh đó, thì cái thân đó mới là cái thân trường tồn vĩnh cửu. Cái đó cả chúng ta phải hướng đến. Vì vậy cho nên khi hiểu về hậu báo, thì giờ này chúng ta tu hành đừng mong cầu. Nếu chúng ta tu hành mà mình mong cầu thì nhất định chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ khổ, mình đi lệch hướng. Khi mình mong cầu nhiều quá thì lúc bấy giờ ma vương ba tầng
họ hiểu được cái tâm lý của chúng ta, họ thấy chúng ta đang chiêu cảm cái gì thì họ sẽ đáp ứng cái đó, thì cái đó hoàn toàn là cái giả, không có cái thật. Còn nếu như chúng ta không mong cầu, mình cứ lo làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình đi, rồi ngày mai ngày mốt khi Đức Thầy trở về chúng ta sẽ được hưởng tất cả, thì đó gọi là hậu báo. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải hướng đến, để cho kiếp đời này chúng ta tu là để trả nợ, tu để trả nghiệp. Đúng với câu Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Cho nên cái khái niệm chữ tu mà theo tôi nghĩ, vì ngoài cái việc sửa ra thì chúng ta phải chấp nhận trả nghiệp, chúng ta phải an phận trong cuộc sống, chúng ta phải an phận trong những cái nghiệp ngã đến với mình, thì đó mới thực sự đúng nghĩa của chữ tu. Còn nếu giờ này tu là mình sửa là tốt rồi, mà chúng ta sửa mà mình không chấp nhận, không an ổn, không chịu đựng những cảnh khổ đến với mình, khi chúng ta bị luật nhân quả chi phối, thì lúc bây giờ cái sửa chúng ta đạt cái quả không cao. Bởi vì khi mình không chấp nhận thì lúc đó sanh phiền não, mà khi sanh phiền não rồi thì dệt thêm nghiệp. Đó là một cái điều đương nhiên ở trong cái cuộc đời của chúng ta thôi. Mình phải nhận định đúng các điều đó để chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng, mình không thực, không để thể nào để rơi vào những cái hầm hố tội lỗi, để rồi chúng ta phải đọa lạc rất là oan uổng, bởi vì mình là người học Phật. Như vậy thì đây là tam thế nhân quả, gồm có sanh báo, hiện báo, hậu báo. Thì khi hiểu được vấn đề này, lúc bây giờ chúng ta giải nghi, mình lo làm hiền làm lành à, người ta giàu, người ta nghèo, người ta khổ, người ta sung sướng, kể người ta. Cái quan trọng là tự tâm chúng ta biết. Cái quan trọng là mình là người thừa tự của nghiệp, thì chúng ta biết để chúng ta cố gắng thực hiện thế nào đó trên con đường tu hành của mình, để sau cái kiếp này rồi, bỏ xác thân rồi, thì lúc đó chúng ta mới hưởng nha. Đồng đạo nhớ, đường tu của mình chúng ta sẽ hưởng sau ngày chúng ta bỏ thân giả này. Còn nếu còn thân giả này mà chúng ta có hưởng đi chăng, thì theo tôi nghĩ là cũng hưởng cái giả thôi. Giống như tu giờ này cũng vậy, những cái tu mong cầu là sau này. Còn hiện tại giàu rằng được đồng đạo tin yêu, được mọi người mến, nhưng mà nói chung đây là giả thôi, là phương tiện, không có là cái gì cả. Và hơn thế nữa, trong vấn đề nhân quả này thì đến cái yếu tố thứ sau cùng, thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải hiểu được những cái tính chất căn bản của nhân quả. Như vậy thì khi hiểu được những tính chất căn bản của nhân quả, thì lúc bây giờ tôi tin chắc rằng là chúng ta không có lười, chúng ta không có phải nói rõ là bất mãn, mà lúc bây giờ mình sẽ tinh chuyên hơn trên cái lộ trình tu hành của mình. Như vậy thì tính chất đầu tiên nhân quả, tính chất này gọi là bất di bất dịch, có nghĩa rằng tính chất này là nhân nào quả nấy đó, đành đành chẳng sai. Tính chất này là tính chất phải nói rõ là gieo nhân gặp quả, tức là làm lành được lành, làm dữ được dữ. Cũng như Đức Thầy dạy chúng ta là cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Vì vậy nên tính chất đầu tiên của nhân quả là tính chất bất di bất dịch, tính chất này không thay đổi quý vị ạ, không thay đổi. Như vậy thì chất đầu tiên này là tính chất để dành cho cộng đồng, dành cho những cái người chưa có tu hành. Còn ngược lại, cái tính chất thứ hai thì người tu chúng ta nó khác một chút. Người tu chúng ta theo nhà Phật gọi tu là chuyển nghiệp, Đức Thầy dạy tu là tiêu nghiệp. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên hôm nay khi chúng ta hiểu được tính chất thứ hai này, thì mỗi vị đồng đạo mình phải thấy rõ rằng hôm nay chúng ta ráng làm hiền làm lành, ráng tu, vẫn biết rằng giờ này Đức Phật dạy rất rõ. Ở cái cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã khẳng định rằng có bốn điều mà Đức Phật không làm được. Thì trong bốn điều đó có hai điều: một là Đức Phật không thể nào ban cái trí huệ chúng sanh; hai là Đức Phật không bao giờ làm giảm nghiệp của chúng sanh. Nếu chúng sanh đó muốn phát huệ thì chúng sanh nó phải tự tu mới có được huệ. Chúng sanh đó muốn tiêu trừ cái nghiệp thì chúng sanh nó phải tự tu, tự mình tu hành thì mới quả chăng là thoát được cái nghiệp. Còn nếu chúng ta không tu hành thì Đức Phật, Đức Thầy không thể nào xóa tội chúng ta được. Cho nên hôm nay cái quan trọng nhất là trên con đường tu, trên con đường tu của mình, thì chúng ta đừng ỷ vào ai, mà mỗi đồng đạo chúng ta phải tự tu tự sửa. Đồng đạo còn nhớ lại mẫu chuyện bên thầy không? Lúc bấy giờ thì Đức Bà là cái người giác ngộ tu hành trước khi Đức Thầy khai sáng đạo. Thì lúc bấy giờ khi mà trong những cái buổi cúng đó, thì Đức Ông cũng hơi vắng mắt. Đức Ông mới đùa cợt Đức bà ráng cúng đi, là sau này bà có đi cho tôi nắm giặt áo đi theo. Thì lúc giờ thầy rầy, thầy nói sao ông nói kỳ vậy? Ông tu ông đắc, bà tu thì bà đắc, bắt tu bắt đắc, biết đâu bây giờ ông đi trước bà, ông nắm giặt áo ai đây? Thì Đức Thầy nói một câu gọn, mà thật sự cuối cùng là Đức Ông đi trước Đức Bà.
Vì vậy nên dầu Đức ông Đức bà là bậc sinh thành của thầy, dầu rằng vua Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu Ma Gia là phải nói song thân của Phật, nhưng mà các vị này phải tu mới được, tu mới xóa nghiệp, phải tu mới được giải thoát được. Còn nếu không tu là không đạt kết quả đồng đạo à. Cho nên tính chất này rất là quan trọng với người tu chúng ta. Vì vậy ngày xưa Đức Phật cũng vậy, sau khi thành đạo xong, Đức Phật phải lên cõi trời để thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia nghe. Bởi vì dứt nợ trần nên vội quy tiên, hoàng hậu được sanh về cõi trời. Và đồng thời khi Đức Phật lên trển thuyết pháp cho mẫu nghi của mình nghe, và cuối cùng thì hoàng hậu được giải thoát. Và đồng thời Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật cũng thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe đến mấy lần, nhất là cái lần cuối cùng khi vua bệnh rất là nặng, thì Đức Phật về thuyết về cái lý nhân duyên, về cái sanh lão bệnh tử, về cái cuộc đời vốn dĩ là không, để khuyên vua niệm Phật đi đến chỗ giải thoát. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải nhớ rằng hôm nay cái nghiệp lực của mình thì phải do mình gỡ. Vì vậy tính chất thứ hai này gọi là tu là chuyển nghiệp. Dầu rằng nghiệp lực là bắt di bắt dịch, nhưng mà hôm nay nếu như chúng ta có tu thì đáng lẽ ra nghiệp nhiều như tôi nói hồi nãy. Cho nên chị Phương Kiều nói đáng lẽ ra đó là cái cán của cái bàn cào nó đánh ngay chăn con mắt đó đồng đạo à, đánh ngay con mắt đó để trả lại cái nghiệp ngày xưa mất mắt, cắt con cá rô. Nhưng mà vì có tu thì thay vì ngay con mắt nhưng mà chịch một chút, bởi vì có tu có niệm Phật giảm được cái nghiệp. Thì điều này chúng ta phải đặt trọn niềm tin. Ví dụ bây giờ cái nghiệp mình nó nặng lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta có tu hành rồi thì cái nghiệp nó giảm một chút. Giống như cái trường hợp khu Trường Sanh cũng vậy, tức là khu trường xuân đó, một trong thất chân nhân quả. Cái người mà trong thất chân nhân quả là khu Trường Sưng, còn cái người mà tu ở tại tủ điếm là lưu Trường Sanh. Hai ông này thì khác nhau đồng đạo, hai khác nhau, cái tên gọi cũng khác nhau. Cho nên lúc bây giờ khu Trường Sưng là một cái người tu mà chuyển nghiệp, nhờ làm lành làm thiện mà chuyển nghiệp. Cho nên một bữa nọ thì ông mới gặp ông Toán Ma Y, bởi vì ông cũng thắc mắc không biết lý do gì mà cả đời mình cứ nghèo cứ đói cứ khổ hoài. Dầu rằng mình là cái người cần kiệm làm ăn, không có ăn chơi gì cả, nhưng mà đói ơi thôi, ngày nào cũng vậy, lê quay thì chết đói, lê quay thì đói, không đủ cơm ăn. Trên khi gặp ông Toán Ma Y rồi, lúc bây giờ thì khu trường xuân mới thắc mắc, tôi không biết tôi con người tôi như thế nào, tôi không hiểu mà tại sao mà tôi quanh năm suốt tháng tôi bị đói hoài. Đâu ông coi tôi một quẻ coi, bởi ông này là một cái người rất là giỏi về bói toán. Thì lúc bây giờ ông Toán Ma Y ông nhìn ông khu Trường Sưng, ông nói ông đói là phải đâu. Bởi vì cái tướng ông, nếu nói về nhân tướng học, tướng ông là cái tướng phải nói rõ là tướng chết đói. Bởi vì ở trên mặt của ông có hai cái đường chỉ gọi là đàn xà thả khẩu. Mà theo nhân tướng học cho biết rằng đó, một con người mà có hai cái đường này xuống thì cái người này chết đói suốt đời luôn, đói nào chết thôi. Thì lúc bây giờ khu Trường Sưng mới nói rằng có cách nào giúp tôi không? Ông nói không, chỉ có một cách duy nhất là ông chết đi, ông đổi xác khác đi rồi qua mai là ông hết đói. Vì vậy lúc bây giờ làm cho khu Trường Sưng buồn lắm, gần như là phải nói rõ là tìm đủ cách để tự giận chết cho nó rồi. Bởi đồng đạo thấy rõ là sống mà đói khát rồi nó khổ hơn chết nữa. Nhưng mà cái số nó chưa tới, phải không? Cái số đói, cái số nghèo, nhưng mà số chết chưa tới. Số nghèo số đói thì trả số nghèo số đói, còn số chưa chết chưa tới thì chưa sao, phải không? Vì vậy cho nên khi lúc bấy giờ là đến một cái lần mà ông quyên sinh sau cùng đó, bởi vì nghe ông kia nói là phải chết đói mới trả nghiệp, cho nên ông đi vào một cái đường thật sâu. Ông đem theo một vợ dây xích và một cái ổ khóa, ông phá chặt cái chân ông vào gốc cây cổ thụ đó, rồi ông giục chìa phá đi xa. Ông nói rồi đó, lúc này là bây giờ muốn là phải nói rõ là muốn sống cũng không được nữa, bởi vì đây trong rừng không có người. Nhưng mà khi vài ngày rồi tiêu tị rồi thì bỗng nhiên gặp một cái vị đi kiếm dược thảo, thấy có một cái người mà tiêu tị nằm ở gốc cây vậy, đến mới là đánh thức và hỏi tại sao mà ai xiềng xích ông ở đây, ông đang chết đói rồi. Ông nói không, này tự tôi muốn chết. Ông mới kể cái mẫu chuyện là ông Toán Ma Y ông đón vậy đó. Thì ông lão nói chàng ơi, ông ơi, ông Toán Ma Y ông cũng phàm phu thôi, ông nói vậy không có đúng đâu. Tôi nói ví dụ cho nghe nè, một người mà có tướng chết yểu, nhưng mà người này khi sinh ra, người này làm cái việc phóng sanh, thương người, mến vật, thì đáng lẽ ra chết yểu, nhưng mà nhờ phóng sanh, thương người, mến vật, cho nên cái vị này được sống lâu hơn. Rồi một cái người này có một tướng hảo, đáng lẽ đã sống thọ lắm, nhưng mà khi sinh ra đời rồi tập theo những cái thói hư của tật xã hội, rồi lúc bây giờ quan chơi trà đình tủ điếm, không biết thương người, tiêu xài tiền của lãng phí, thì vì vậy cho nên nó rơi vào những cái căn bệnh và cuối cùng người này chết yểu.
cho nên ông Toán ơi, ông nói gì không đúng đâu, thôi ông nghe lời tôi đi, ông làm hiền làm lành đi thì ông sẽ thoát khỏi cái cảnh đó. Thì khi nghe lão già này phân tích thì phải nói rõ là chí lý quá. Thôi ông kiếm giùm cái gì khóa hộ giúp tôi mở cái chân, tôi không muốn chết đói nữa rồi. Thì lúc bây giờ ông mới đổi hướng, nghe ông già này ông khuyên như vậy thì ông mới làm từ thiện đồng đạo. Lúc bây giờ hàng ngày đi làm thuê đó, nhưng mà đặc biệt khi mà có tiền bao nhiêu đó cho hết bao nhiêu. Gần như có những lúc là phải nói rõ là thà nhịn đói mà thấy người ta đói rồi cho người ta, thà mình nhịn đói đó, bởi vì muốn làm phước để sau này hưởng. Và trên cái lộ trình hành thiện đó thì khi đến một cái dòng suối nọ, cái dòng sông nọ thì nước không sâu lắm, nhưng mà mọi người đi qua lại hàng ngày đó thì phải lội nước qua không à, đò cũng không có, cầu cũng không, mà nước không sâu lắm. Cho nên ông nói rằng giờ này làm đâu cũng vậy, thôi giờ mình đây mình làm lão chèo đò, lấy cái thân mình làm con đò, ai đi qua lại cứ lên lưng mình cõng đưa vào bên kia vậy à, không có lấy tiền bạc thù lao gì cả, hàng ngày vậy là ăn cái cây sống vậy à, cho qua ngày đoạn tháng mà. Như vậy sự kiện này làm cũng lâu rồi, thời gian cũng dài. Cái một bữa nọ cái cổng một vị này đi ngang, thì khi mà để qua bờ bên kia rồi, vị này quay lại cảm ơn bởi thọ nhận người ta. Nhưng mà vị này quay lại thì hết sức là ngạc nhiên khi gặp ông này là Khưu Trường Xưng. Cho nên vị này nói, ngươi phải là Khưu Trường Xưng không? Thì Khưu Trường Xưng mới nhìn kỹ, à ngài là Toán Y mà, tôi đây. Thì vị bó Toán nói, ủa ông làm cái gì mà giờ này cái tướng diện nó thay đổi một cách lạ thường vậy? Đáng lẽ ra là không có thay đổi được, tướng con người sao là vậy à, nhưng mà ông làm cái gì mà tướng ông thay đổi một cách tôi không ngờ. Thì ông này ông đâu biết đâu, nói chàng tôi đâu có biết gì đâu. Ông mới kể sự kiện gặp ông già đi kiếm dược thảo, rồi sau đó làm từ thiện, rồi làm lấy cái thân này làm cái chiếc đò đưa khách hàng ngày sang sông, không có thu nhận thù lao gì cả. Thì lúc bây giờ ông Toán Y ông nói á, đợt này chắc tôi về tôi đốt sách ông ơi, bởi vì sách tôi coi không đúng rồi. Thì ông Khu được xứng nói, ủa nguyên nhân thế nào ông nói tôi nghe rõ cả. Thì ông Toán Y nói rằng ở trước đây đó, trên mặt ông có hai cái đường gọi là đàn xà tả khẩu, đáng lẽ ông đói tới nào chết thôi, nhưng mà giờ này nó lạ thay là cái đàn xà tả khẩu nó không còn, nó mất tiêu rồi, mà trên mặt ông ở tại cái nhân trung nó nổi lên cái nút, hai cái nút rồi cái nút ruồi son đó. Bởi vì theo sách cho biết rằng nếu như mà nhân trung có hai cái nốt ruồi son đó thì người này là tướng hảo, đó là một trong tướng hảo, và đặc biệt người này sau này sẽ chứng được quả tiên, được các cái vị đế vương cúng dường. Cho nên tôi thấy ông quá lạ rồi. Thì ông này nó tu không biết luôn, tại nó vậy đó. Như vậy thì từ đó, sau đó một thời gian, thì sau khi mà ông Khu Trường Xưng ông bỏ xác, ông chết thật, thì lúc bây giờ ông đắc được quả tiên, một trong thất chân nhân quả đồng đạo rồi. Vì vậy cho nên hôm nay sự kiện tu hành làm lành nó giữ chúng ta, thì vấn đề này là một vấn đề để chúng ta chuyển nghiệp. Đáng lẽ ra nghiệp chúng ta là nghiệp đói, nghiệp khổ, nhưng mà giờ này mình lo tu hành hậu báo, tức là tương lai sau khi bỏ cái xác này thì chúng ta sẽ hưởng được, giống như trường hợp Khu Trường Xưng. Và hơn thế nữa, giàu rằng không chuyển nghiệp nhưng mà cũng từ cái nghiệp nhiều trở thành cái nghiệp ít. Đáng lẽ ra chúng ta đau nhiều lắm, đáng lẽ ra là phải nói rõ là bác sĩ chạy về là lo hòm gương đó, nhưng mà nhờ mình có tu thì nhiều khi cũng có những cái trường hợp gọi là những trường hợp ngoại lệ, những trường hợp mà theo khoa học thì gọi là kỳ tích đó đồng đạo. Nhờ chúng ta ăn chay làm lành nhiều khi cũng kỳ tích. Đáng lẽ người bình thường ung thư đó, tôi nói nôm na lỡ chúng ta bệnh gan đi, mà nếu mình không tu, chúng ta nhậu nhẹt cờ bạc ăn mặn thì đương nhiên là chúng ta thấy rõ đó là những cái nó kỵ với gan, chúng ta chết rất nhanh. Khi mà từ B C hoặc là từ B hoặc C khi chuyển qua K thì chúng ta mạng vong. Còn nếu như chúng ta là người tu, mình không uống rượu không cờ bạc, tâm trí mình thoải mái lo niệm Phật hanh thông, thì lúc bây giờ có thể đạt kỳ tích. Và chúng ta ăn chay nữa thì đương nhiên cái kỳ tích đấy thì có thể chúng ta kéo dài thời gian để chúng ta có công phu hành đạo. Cho nên điều kiện này tôi nhớ lại giống như trường hợp Đức Phật Thích Ca ngày xưa vậy. Cho nên lúc bây giờ một cái cuộc chiến loạn xảy ra ở tại dòng họ Thích Ca, thì lúc bây giờ một kiền liên là thần thông đệ nhất, một kiền liên phải dùng cái bình bát để đem hết dòng họ Thích Ca giấu trong bình bát để lên cõi trời cho nó. Sau khi chiến loạn xong thì lúc bây giờ ngài thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên thì mở bình bát ra, thì lúc bây giờ dòng họ Thích Ca quá thành máu mà chết hết. Còn riêng Đức Phật thì lúc bây giờ Đức Phật nhức đầu. Cho nên A Nan hỏi, đây là chuyện lạ, tại sao Mục Kiền Liên để dòng họ vào bình bát dùng mà thần thông đem đi giấu, đáng lẽ là thoát cái chiến nạn rồi.
mà cớ làm sao mà giờ này mở ra là quá trình máu chết hết. Trong khi đó là Đức Thế Tôn là cha lành của ba cõi, mà tại sao Đức Thế Tôn lại nhức đầu? Thì Đức Phật nói rằng: này A Nan, đáng lẽ ra ta cũng phải quá thành máu chết giống như dòng họ Thích Ca vậy, nhưng mà vì ta có tu, ta là Như Lai, cho nên cũng trả nghiệp nữa, mà nghiệp nó nhẹ. Thay vì quá thành máu, giờ này ta chỉ nhức đầu thôi. Rồi lúc bây giờ A Nan nói: Bạch Thế Tôn, cái nghiệp gì mà nặng dữ vậy? Thì Đức Phật nói rằng đó, dòng họ Vua Lưu Ly không phải đang không mà hôm nay xua quân qua để giết dòng họ Thích Ca đâu. Bởi vì trước đây đó, dòng họ Vua Lưu Ly, trong cái bài Hiểu Nghĩa Vi Tiên, thì Đức Thầy dạy là kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Cho nên hôm nay nếu đồng đạo chúng ta nói về phương diện thiền học, đồng đạo chúng ta ráng giữ giới, ráng tu hành, khi mà chúng ta có được cái trí huệ rồi, thì lúc bây giờ dầu đang cái nghiệp nặng cỡ nào, nhưng mà Đức Thầy dạy là phải nói rõ là tiêu trừ chướng nghiệp. Dù rằng chẳng những một nghiệp, mà thầy dùng cái từ là đoàn chướng nghiệp, tức là nhiều cái nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, thì lúc bây giờ sẽ tiêu trừ chướng nghiệp. Thì đó là một cái để chúng ta minh chứng. Và cái thứ hai nữa, về phương diện tịnh độ, giờ này đồng đạo cố gắng niệm Phật, công năng niệm Phật ngoài cái việc giúp cho tâm chúng ta được lắng lọc, dẹp trừ cái vô minh để giúp cho chúng ta dằn lại cái vọng niệm chúng sanh, thì đồng thời bên cạnh đó thầy còn dạy chúng ta niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Đáng lẽ cái nghiệp chúng ta nặng lắm, mà giờ này đồng đạo chúng ta miên mặt niệm Phật, chúng ta cố gắng tuyên trì câu lục tự nói liền với nhau, đi đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì khi chúng ta cố gắng niệm Phật thì lúc bây giờ cái nghiệp tự nhiên nó phơi bớt, tự nhiên sẽ tiêu bớt. Và từ ở chỗ vơi bớt tiêu bớt đó thì chúng ta được gặp thầy. Cho nên đây là những lời Đức Thầy dạy, mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng tinh chuyên thực hiện là Đức Thầy dạy. Thì đó là cái tính chất thứ hai, gọi tu là chuyển nghiệp. Đây là một tính chất, mang một tính chất hết sức là phải nói rõ, thuận lợi, ung đúc và lợi lạc to lớn trong cuộc đời tu chúng ta, gọi là tu là chuyển nghiệp. Và đến tính chất thứ ba là gì? Tính chất thứ ba luật nhân quả là gì? Chúng ta làm giữ ít mà cái quả giữ thì rất là nhiều. Chúng ta làm lành thì ít mà chúng ta hưởng cái quả lành rất là nhiều. Đúng như câu trong Pháp Bộ Đàn Kinh mà Đức Lục Tổ dạy: xưng một hạt thóc gieo, thu gặp nghìn thóc mễ. Người đời tạo giữ lành, quả phước y như thế. Hôm nay chúng ta chỉ gieo một hạt lúa thôi, thì đồng đạo nhớ hạt lúa này khi nảy mầm thì lúc bây giờ nó sẽ lên một bụi lúa, ít nhất cũng từ 5-7 cây lúa. Rồi mỗi cây lúa như vậy nó cho chúng ta một bông lúa, một bông lúa ít nhất như vậy cũng có từ vài chục hạt lúa đến 100 hạt lúa. Từ số một hạt mà chúng ta nhân lên cuối cùng được mình mấy trăm hạt lúa, thì rõ ràng phải là cái lợi không? Rồi đồng thời bên cái đó, tôi bởi vì gieo một hạt ớt lên con cây ớt, và đặc biệt cây ớt này khi nó lên nó có rất là nhiều nhánh ớt, mỗi nhánh ớt nó có rất là nhiều trái ớt, mỗi trái ớt có rất là nhiều hạt ớt. Mà đặc biệt chúng ta bẻ trái này rồi thì tiếp tục đâm nhánh khác nữa, cho nên chỉ cần gieo hạt ớt thôi thì cái quả cay chúng ta hưởng không nổi, chúng ta chịu không nổi, trả hoài không hết. Vì vậy cho nên hôm nay đây là một tính chất căn bản, do đó chúng ta ráng làm lành. Giờ này tôi và quý vị tu hành có tốn kém gì đâu đồng đạo, chúng ta tu hành càng ngày càng làm giàu. Cái thứ nhất là vừa cần kiệm số sắc làm ăn, cái thứ hai chúng ta đâu có đua đội, đâu có xe xua, đâu có ăn mặc theo đời văn minh giờ này đâu. Cho nên nội mà cái tiết kiệm đó, tôi nói nôm na cách ăn mặc thôi. Xã hội ngày giờ này thì chúng ta nói ra đụng chạm dữ lắm. Cái mốt giờ này nó ngộ lắm đồng đạo à. Mỗi lần đi đám nó phải là một bộ đồ mới á. Ha, bởi nhà tôi lúc trước đây xung quanh có mấy cái shop tôi biết. Những cái ý tưởng của mỗi con người thời này nó khác lắm. Cho nên mặc đồ cũ sợ người ta cười. Vì vậy cho nên nội mà tiền mà hao trong vấn đề ăn mặc thôi, chân dọn thôi là hết sức nhiều rồi đó. Vì vậy nên hôm nay mà chúng ta là người tu rồi thì mình đỡ lắm, mình đỡ được vấn đề này, đâu có tốn tiền gì đâu. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tu hành nó có tốn xu, mà tương lai sao mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Giờ này tôi và vị ăn chay đâu có tốn đâu, phải không? Nếu mà so với ăn mặn là chúng ta tốn, nếu mà nói về kinh tế đó thì mình tốn hơn nữa người ăn mặn à. Mà ngược lại hôm nay khi mà chúng ta hy sinh, mình tu hành nó có bao lâu? Chúng ta tu có một đời à, mình tu chỉ có vài năm mà, vài chục năm mà, vài tháng à, tùy theo cái niên hạn mọi người. Nhưng mà khi chúng ta tu hành tinh tấn rồi thì có thể kết thúc. Chúng ta bỏ xác thân này sẽ cắt đứt cái sợi dây sanh tử luân hồi.
Cho nên Đức Thầy mới dạy ta bây giờ tu niệm tầm thường, gieo rắc ít có hạt à, mà sao danh thể xạ hương khắp chốn quá vậy. Cái phước nó lớn đến cỡ đó đó. Cho nên hôm nay mình chỉ cần làm lành, lánh dữ, tu hiền, ăn chay niệm Phật trong kiếp này tự mình làm, nhưng mà cuối cùng mình được thành Phật đó, mình được giải thoát đó, đều được về dự hội Long Hoa đó, được cùng Đức Thầy là Bồ Đào Đủ Thánh Trà Tiên rồi, chúng ta được hưởng cái cảnh sen báo đặc mùi, nó không hết. Cho nên rõ ràng khi chúng ta làm lành thì ít, mà cái quả lành đạt được quá nhiều. Thì đồng thời với cái việc này, hôm nay tôi và quý vị cũng vậy, nếu như chúng ta không nhận định đúng mình làm ác, thì cái ác chúng ta làm nó rất là nhỏ, nhưng mà cái quả cay đắng như cái hạt ớt mà chúng ta ví dụ hồi nãy thì phải nói rõ là nó rất là lớn. Vì vậy cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy chúng ta là làm ác đức, nhiều điều quanh quẩn như gà cồ ăn bẩn có xây. Đức Thầy dụng sự đạt lý trong Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy ví cái người làm ác chúng ta giống như gà cồ, hay gà cồ ăn bẩn có xây, nó ăn xung quanh nó có xây, nhưng mà cuối cùng là thiện ác đó, đầu chung mũ báo, đâu có thoát khỏi đâu. Nó là gà cồ, nó thông minh, nó lớn, nhưng mà cuối cùng rồi đồng đạo thấy nó cứ đi vòng vòng có xây hoài, không ra khỏi có xây đâu. Ý Đức Thầy nói đây là một cái vòng quay sanh tử luân hồi. Và lúc bây giờ ngoài cái việc đó ra thì khi chúng ta làm ác nó không nhiều, rất ít, nhưng mà cái âm hưởng của cái ác đó thì nó rất là khổ. Tôi nói ví dụ một người giờ này chúng ta làm đạo tặc đi, thì cái thứ nhất nè, cái tai hại thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là chúng ta bị nghiệp. Cái thứ hai về thực tế là bị người ta không tin tưởng mình, bởi vì mình đạo tặc trộm cướp. Cái thứ ba là chúng ta bị luật hình của loài người phân xử. Cho nên chỉ cần một việc bất ý, một việc sai lầm của mình thôi, thì cái nghiệp nó nặng dữ lắm, chịu không nổi đồng đạo à. Chúng ta phải cố gắng làm lành, dứt phát không làm dữ. Vì vậy cho nên Đức Thầy luôn hằng dạy chúng ta phải làm lành lắm dữ, để chúng ta nhân cái này lên và chúng ta giảm cái kia xuống, nhân cái thiện giảm cái lành xuống, thì có như vậy chúng ta mới giải thoát. Và đến cái thứ tư nữa, cái tính chất thứ tư trong nhân quả là gì? Tính chất này gọi là nhồi quả. Đây là một tính chất sau cùng. Và đặc biệt tính chất nhồi quả này, nếu như người nào mà vượt được tính chất này đó, thì người này đắc quả đồng đạo à. Bởi vì trong nhân quả, ngoài cái việc tiêu trừ nghiệp chướng ra, giảm nghiệp chướng ra, gieo ít hưởng nhiều, làm ác ít mà cái quả nhiều, thì bên cạnh đó nó còn có trường hợp nhồi quả. Như vậy thì trường hợp nhồi quả, đây là trường hợp hy hữu lắm. Nhồi quả là như thế nào? Có nghĩa là đáng lẽ ra, nếu nói về cái niên thọ theo một cái quy định của phán quan ở dưới Diêm La Vương cũng như các sổ của Ngọc Đế, thì tôi và quý vị chúng ta phải sống nhiều kiếp. Một kiếp chúng ta phải nghèo, một kiếp chúng ta phải tàn tật, một kiếp chúng ta phải là khổ sở, chết trôi chết nổ gì đó, phải nhiều kiếp như vậy để trả nghiệp. Nhưng mà hôm nay nhờ chúng ta tu hành tinh chuyên, thì chỉ cần trong một kiếp này thôi, trong một kiếp ngắn này thôi, chúng ta trả một cái một, đó gọi là nhồi quả, nợ nần chúng ta trả dứt phát trong một kiếp này. Mà Đức Thầy dạy, ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng thôi chí cùng chăng, nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật Thánh. Chỉ cần một kiếp này, nếu như chúng ta không vượt qua được cái cảnh nhồi quả, thì xin thưa rằng kể như đời tu chúng ta phải nói rõ là mình không có kết quả, bởi vì mình không vượt qua. Cái quan trọng là lúc khổ khó, cái quan trọng mà lúc cái nghiệp lực đó nó dồn chúng ta vào đường cùng đó, thì lúc đó mọi đồng đạo chúng ta nên tỉnh ngộ là mình đang ở vào trường hợp nhồi quả. Cũng giống như trong truyền kệ Phật giáo kể lại, lúc bây giờ một ngôi chùa này nghèo lắm, rách rưới, thì trong chùa này có một vị sư thầy là một cái người hết sức là phải nói rõ là tinh trai giới tinh nghiêm. Cho lúc bây giờ chùa nghèo, mà thời này thì gần như ít có người đến cúng chùa lắm. Bởi ông thầy này thì ông thật lắm, mà thường thường thật thà thì đồng đạo thấy rõ rằng người ta ít có thích lắm, còn có những cái gì đó hơi linh nghiệm ta lại mến. Cho nên lúc bây giờ một bữa nọ thì ông thầy ông phát động cái phong trào, tức là nhờ những người dân trong làng này đóng góp hỗ trợ để cho ông xây dựng cái chùa mới. Cái chùa nó hư nó rách rồi, cái nơi thờ tự tam bảo là phải nói rõ là mưa nó dột. Thì lúc bây giờ khi mà nghe cái phong trào này phát động vận động, thì lúc bây giờ có một đứa trẻ đang bán bánh cam. Đứa trẻ này nghèo lắm, bán bánh cam. Nhưng mà vì thấy nghe sư thầy nói như vậy thì tiền mót mấy tháng nay buôn bán đó, đóng góp hết cho chùa, rồi cùng những cái người hàng xóm nó cũng đóng góp. Cho nên lúc bây giờ thì sư thầy này mới xây dựng được một cái ngôi chùa cũng trang nghiêm lành lặn, cái nơi thờ tam bảo. Thì khi đứa bé này vừa đóng góp xong, thì vài ngày sau như vậy, thì do một căn bệnh nghiệt cho nên đứa bé này lúc bây giờ bị mù,
Thì lúc bây giờ hàng xóm người ta mới sầm xì với nhau: ủa, đứa bé này nó hiền lắm, nó mới cúng chùa cúng dường Tam Bảo hổm nè, sao bữa nay nó bị mù thế này rồi. Như vậy thì từ đó làm cho cái người dân ở trong chợ xôn xao bất mãn trong cái vấn đề phải nói rõ là cúng dường Tam Bảo. Và đồng thời vài ngày sau thì sự kiện gì xảy ra? Thì vài ngày sau nghe đâu đó là đứa bé này không còn thấy đi bán bánh, không còn thấy xuất hiện ở trên cái chợ này hàng ngày. Thì từ đó vài ngày sau thì thấy một cái xác chết nổi lên ở một cái mé hầm ở kế bên. Thì khi kiểm tra xác chết thì đây xác chết đứa bé bán bánh cam một lần. Trên lúc bây giờ làm cho mọi người dân trong chợ lại hoang mang hơn nữa. Tức là như vậy là làm từ thiện không đạt kết quả. Giống như đứa bé này một lòng hiền lành hiền hậu cúng dường Tam Bảo, tiền bạc gom góp bao nhiêu cúng cho nhà chùa hết, mà giờ này tại sao lại bị mù rồi bị là phải cảnh chết nước nữa. Trên người dân lúc bây giờ hoang mang. Thì riêng ông sư thầy thì ông sư thầy ổng rất là hiểu. Cho nên lúc bây giờ trong một cái đêm nằm mơ thì sư thầy gặp một vị Bồ Tát trở về báo mộng. Thì đứng kế Bồ Tát, tức là đứa bé bán bánh cam của ngày nào, thì đứa bé mới nói rằng: sư phụ ơi, con cảm ơn sư phụ, nhờ sư phụ vận động cái công tác làm từ thiện, cho nên cái công tác sư phụ làm là làm thật. Con với một cái lòng thành cúng dường thành thật để xây dựng cái chùa nghèo hư đất, cho nên giờ này con đã chứng đạo rồi, con đã được Bồ Tát cứu vớt, ở đứng kề cận bên Bồ Tát để phò Bồ Tát. Nhưng mà sư phụ giúp con một điều, bởi vì người dân ngoài chợ người ta hoang mang dữ lắm, người ta nghĩ rằng con làm phước không đạt kết quả. Cho nên ngày mai này sư phụ ra chợ, sư phụ nói với mọi người biết rằng đó, đáng lẽ ra con phải sống ba kiếp, một kiếp nghèo khổ đi bán bánh cam, một kiếp con phải tàn tật đuôi mù, và một kiếp con phải chết nước, con mới trả xong cái nghiệp. Nhưng mà giờ này nhờ cái công đức cúng dường Tam Bảo, cho nên sư phụ giúp con, nhờ công đức này mà trong một kiếp này con vừa thoát được kiếp nghèo, con vừa bị mù lò, con vừa chết nước, trong thời gian ngắn vài tháng con trả xong nghiệp, giờ này con đã chứng đạo rồi, kính thưa sư phụ. Như vậy thì đây là một mẫu chuyện Phật giáo trong tinh thần nhỏ quả. Cho nên hôm nay khi mà cái nghiệp nó đến với mình một cách dồn dập, thì theo tôi nghĩ rằng đó, như Đức Thầy dạy trong bài Sa Đéc, ông nhồi quả cho người hành đạo, thì lúc này đồng đạo chúng ta đừng hoang mang, mà lúc chúng này chúng ta phải bình tĩnh để mình tháo gỡ, bình tĩnh để vượt qua. Tâm chúng ta phải định, chúng ta phải chuyên trì niệm Phật giữ giới, để chúng ta sống thuận theo nhân duyên. Bởi vì hôm nay chúng ta sống theo thuận theo nhân duyên, thì Đức Thầy Đức Phật đã dạy rất rõ: tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Nếu chúng ta sống thuận theo nhân duyên thì mình sẽ tiêu trừ cái nghiệp cũ, cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp sẽ được tiêu trừ nếu chúng ta thuận nhân duyên. Còn ngược lại mình không thuận nhân duyên, mình không chấp nhận cái cảnh nhồi quả này, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ bị vướng lại tại chỗ này. Đáng lẽ ra chúng ta chịu quả để cho dứt nợ, mà lần này mình không chấp nhận, mình than quán, mình lại không đặt trọn niềm tin nơi thầy của mình, nơi Phật, mình lại không đặt trọn niềm tin vào cái công năng hành đạo của mình, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn đeo mang cái nghiệp không thể nào giải thoát. Thì đó là tính chất sau cùng trong cái luật nhân quả, đó gọi là nhồi quả, kinh thưa đồng đạo. Như vậy thì khi chúng ta bàn bạc ba cái phần quan trọng trong luật nhân quả: một là khái niệm luật nhân quả, hai là tam thế nhân quả, và ba là tính chất nhân quả. Thì giờ này mong rằng mỗi đồng đạo chúng ta đã hiểu rõ được đường đi nước bước rồi, mình đã hiểu rõ được thế nào là nhân quả. Cho nên từ đó chúng ta sẽ có một động lực, sản sinh được một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng ấy bắt đầu từ ở chỗ nhận thức, từ ở chỗ trí tuệ chúng ta, từ cái tri thức mà chúng ta học tập được bài học tại nơi đây. Và từ nguồn năng lượng đó thì từ đây về sau giúp cho chúng ta tinh tấn hơn nữa, cố gắng niệm Phật làm lành đúng như lời Đức Thầy đã dạy. Tôi xin nhắc lại, đó là trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì trên dưới cũng không nhiều lắm, thì khoảng 1 tiếng 15 phút thì cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trong cái buổi chiều hôm nay. Thì thấy quý vị cũng còn muốn nghe, chúng tôi cũng còn muốn nói nữa, tuy nhiên thì sức người có hạn. Thì hôm nay cũng là lễ lớn rồi, đại lễ, thì cũng còn phụ trách ở các điểm khác. Do đó thì chúng tôi cũng trình bày gọn thôi, để cho quý đồng đạo chúng ta còn vui với ngày lễ, mình còn cầu nguyện và còn tưởng nhớ, ghi ơn của Đức Tôn Sư kính yêu. Thì trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót, thì rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ phước thêm. Thì hôm nay cũng như những lần khác trở về xã Phú Thành, thì dầu rằng hội trường thì nếu nó so ở nơi khác thì rất ít,
Tuy nhiên ít là số lượng con người. Còn về cái tinh thần, những cái sự theo dõi Phật pháp quý vị thì chúng tôi rất đáng nể. Cho nên theo tôi nghĩ đồng đạo, trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ cần một người thôi, chỉ cần một người thâm hiểu mà làm theo là tôi mãn nguyện rồi. Nhiều khi những hội trường 500-700 người nhưng mà trong đó không có người nào hiểu, không người nào làm theo thì nó rất là uổng phí trong cái quá trình tổ chức giữa người nói và người nghe. Do đó thì cái sự nghiệp, cái việc làm của chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong cái quá trình làm nhiệm vụ thì tôi không cần đông người lắm. Cái quan trọng là chúng ta thấm thía hiểu, làm theo là bao nhiêu là đủ rồi. Đồng đạo nhớ ngày xưa các vị tổ không? Thì chỉ cần một người chứng đạo thôi thì các ngài đã mãn nguyện trong cả cái cuộc đời tu hành của các ngài rồi. Cho nên thì ở các cái buổi nói chuyện thế này thì chúng tôi mong rằng với những cái lời nói thô thiển của mình theo là Đức Thầy ở các chuyên đề thì mong đồng đạo thấm hiểu để làm theo. Chứ tôi không mong muốn đồng đạo phải kính trọng tôi. Cái quan trọng là kính trọng Thầy và làm theo lời Thầy dạy thì đó mới là cái chân lý giá trị tuyệt đối. Còn tôi cũng như quý vị, chúng ta là những người nói gót theo Thầy, có người nói, có người nghe thì tất cả chúng ta đang làm tròn cái nhiệm vụ phận môn đệ phải lo vun vén. Thì cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta hưởng một cái niềm vui an lạc trong cái ngày lễ đản sinh Đức Thầy. Và quan trọng là chúng ta phải tin sâu luật nhân quả đúng như lời Đức Thầy đã dạy. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí, có ngày thông thả. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.